Chào tất cả các anh em gần thủ đam mê câu cá từ miền Nam Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là 7 cái cần câu. 7 cái cần câu này là 7 cây cần câu lóng ngắn carbon. Có độ cứng tầm 2H đến 2H gử. Những cây này là cho anh em đánh cảm giác nha. Đánh cá chép, cá rô phi, cá rô, cá diếc. Đánh cá nâu. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi, để em vô cái thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây, cái thứ nhất. Một cây còn nguyên hộp luôn, ngông lóng ngắn. Còn nguyên hộp túi, sách hướng dẫn. Đây, túi này nha mọi người. Để đây đi. Đây, để em đọc thông số càng câu này trước. Đây, càng câu này thì chiều dài là 4,5 m, có tổng cộng 15 lóng. Thu gọn là 38 cm, nặng 144 g, đọt là 0,8, tương đương với tầm 2H gửi đến 3H nha. Ly đọt gốc ở dưới gốc nó là 14 ly. Đây tổng cộng sơ bể cặn đây, hãng G đúc, đem nội địa xuất Nhật. Cây cần này là cây cần của China sản xuất. Đây, hàng China sản xuất, cái tem xuất Nhật. Những hàng nào nó xuất Nhật thì làm rất là chuẩn nha mọi người, cần còn rất là mới, nguyên kiện. Đó, soi cho mọi người xem. Nói chung là cần này mới lắm, carbon không xước. Nút còn. Đây, đọt 0,8 ly. Độ cứng tầm 2H gử. Có độ ổn rất là ok nha. Cái này là carbon hết nha mọi người. Đa phần là cây này là carbon hết. 100% carbon. Để em tháo cho anh em kiểm tra lóng. Đây mọi người. Đó, để em tháo mấy lóng đầu ở trước nào, carbon chiếu 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 càng còn khá là đẹp, có tổng cộng là 15 lóng nha. Cần phải zin nguyên kiện không độ chế. Những lóng cuối nó sẽ sắn cuộn cuộn luôn, chịu lực cho cái cần nha. Những lóng cuối sẽ trắng cuộn cuộn luôn, càng rất mới nha mọi người. Rồi đó, đi sơ lược với cần. Thông số thì cũng đã đọc rồi đó, anh em về anh em có kiểm tra hàng trước thanh toán, anh em tháo anh em kiểm tra, nếu không như em quảng cáo không như em nói á, thì anh em trả về cho em. Rồi, giá công khai cây này luôn, giá công khai cây này là 650k nha mọi người. 650k là chưa bao gồm phí ship. Ship mặc định là cần câu là 30k một cây nha. Rồi, tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây carbon. Đây, hàng này hàng của Korea. Hàng của Hàn Quốc, 5,4 m. Đây, có tem xuất nội địa Nhật. Cần này cũng còn bao mới. Em đọc thông số cho 5,4 m, thu gọn là 55 cm, nặng 230 g, có đọt là từ 0, đọt là 0,7 ly, có độ cứng là từ 2H gửi đến 3H. Này, đọt khá là cứng, đọt là tầm 3H luôn á. Rồi, sơ lược qua cần, cây này còn mới lắm nha mọi người, mới tầm khoảng 95%. Đây, em lấy lóng cho mọi người xem. Bán mấy cây này thì lấy lóng ra kiểm tra hết, chứ nó có nhập mẻ gì sức gì khó lắm. Để đọc này đó.
nha anh em. Đó, hàng này hàng carbon nha. Đây sắn, đây sắn cuộn cuộn đây. Đó. Đa phần những cây carbon này chuyên cho anh em đi đánh chép, đánh hầu dịch vụ, đem theo rất là tiện. Tất cả những lóng đều ok, cây này không bị xước gì nhiều hết, xước dâm cũng ít nữa. Cây này tầm khoảng 95%. Rồi, đó là sơ lược qua cây thứ 3. Đọt đây, đọt nó đây, đọt tầm 3 hát. Cái thứ ba có giá là 650k luôn nha mọi người, 5m4 650k cần carbon. Tiếp theo sẽ là cây số 2, cây số 3. Tiếp theo là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 là có cây là 5m4, có cân nặng là 160g, đọt là 0.6, độ cứng là từ 2h 2h rưỡi, độ cứng tầm 2h 2h rưỡi nha. Đọt khá là nảy. Nói chung mấy cây này thì có sức dâm li ti, cán thì thực được quấn chỉ nha. Cái này carbon nha mọi người, hàng carbon nên nó carbon, hàng phép nên báo phép. Carbon sắn dân chìm. Nói chung cây này có xước nhẹ li ti, xước dâm. Đây cây này, cây nội địa Nhật có tem, cái này thì em chả biết cái này luôn. Hàng rút ống cho anh em xem, mất thời gian chút là anh em xem kỹ từng lóng. Lóng nào lỗi thì em báo lỗi. Đây em show cho mọi người xem. Carbon sáng chìm nha mọi người. Rồi. Cây số 3 vẫn có giá là 650k nha mọi người. Cây số 3 là 650k. Tiếp theo là cây số 4. Một cây cần vẫn là có tên nơi địa Nhật nhưng chả biết hàng của hàng nào. Hàng này chữ Nhật. Đây. Anh em nào gần thì báo em. Đây, không? Cây nhìn ngoại hình ở ngoài thì nó sắn. Đó, sắn như con rắn. Đây, cây này là nặng 150g, chiều dài 4m5, thu gọn là 55cm. Đọt là 0.6 ly. Đọt gốc là 21 ly. Độ cứng tầm 2h 2h rưỡi. Cây này anh em đi đánh chép, đánh hồ, dịch vụ thì bao, bao phê. Đó. Đa phần những cây carbon này đọt nó rất là thẳng. Đây. Sôi kỹ ra ngoài cho em. Cây này thì đảm bảo anh em khoảng 90%, 95%. Carbon nó sắn rút nhạc tẹt 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 tẹt. Đây nè. Đó. Nóng còn khá là mới nha, không lỗi nha mọi người. Cái nào lỗi thì em báo lỗi. Đây. Đây. Thích mấy cây này nhất là cái phần đọt nó làm sắn lên. Làm sắn lên. Nhìn khá là đẹp. Ừ.
Rồi, cây này vẫn có giá là 700. À, cây này có giá là 650k nha mọi người. Cây số 4 vẫn là có giá là 650k. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Một cây vẫn là cây 4m5, thu gọn 56cm, nặng 120g, đọt là 0.5 ly, độ cứng từ 1.5 đến 2h. Cây này vẫn là cây carbon nha mọi người. Đó. Đọt này khá là dịu. Đọt này tầm từ 1.5 đến 2h ha. Khá là dịu. À, ngoại hình ở đây. Đây, hai carbon Suzumi. Cái này thì em tiết kiệm thời gian thì không có rút cho mọi người nha. Anh em mua hàng thì về tháo kiểm tra hàng trước thanh toán. Nói chung thì mấy cây này không bao giờ lỗi. Có lỗi thì em cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Có lỗi thì anh em trả gì cho em. Anh em được kiểm tra hàng trước thanh toán, khỏi mất công cọc kéo gì hết. Hàng Suzumi nha mọi người. Tem nội địa. Hai carbon đây. 4m5. Để cho anh em coi sơ vào thôi. Nói chung là không bị tét lóng, không bị gì hết. Rồi, cây này có giá vẫn là 650k nha mọi người. Cây số số 5. Tiếp theo sẽ là hai cây cuối cùng, cây số 6 và cây số 7. Đây, cây này là cây số 6, một cây hàng zoom. Hàng vẫn là hàng của Suzumi. Đó. Hàng này là hàng Power Less nhỉ. Đã biết. Hàng này có độ zoom là 3m6, 4m và 4m5. Đó. Càng carbon nha mọi người. Hàng còn xin nguyên kiện. Đọt cây này khá là dẻo. Đọt cây này ha. Đọt 0.5 ly. Đọt độ cứng tầm 1.5. Cân nặng là 100g. Đó. Thu gọn 52cm. Đọt khá là dẻo nha. Đọt cứng từ 1.5 đến 1.5. Đây, khúc này nó làm carbon đây, nào. Đó. Carbon sáng cuồn cuộn luôn. Đây, cái khúc zoom đây. Nói chung này cần này bao lỗi rồi. Đó. Anh em muốn 3m6 có 3m6, anh em có 4m có 4m, 4m5 có 4m5. Đó, nó sơ lược qua cho anh em. Nói chung là độ mới cây này tầm khoảng 90%, 95% Suzumi. Đó đây, góc đây. Rồi. Giá công khai luôn nha mọi người, giá cây này 700k nha mọi người, 700k cộng ship, cộng với 30k tiền ship nè. Cây số 6, cái giá 700k. Tiếp theo sẽ là cây số cuối cùng, cây số 7. Một cây này là cây 5m3, thu gọn là 48cm, nặng là 160g. Đọt là 0.5 ly, góc là 24 ly. Đó, độ cứng từ 2h đến 2h rưỡi. Độ cứng nữa đây. Cây này nhiều cá là bao phê. Cây này là hàng Daiwa nha mọi người, hàng Daiwa sản xuất ở Korea. Đây, mã code của nó đây. Đó. Tem nội địa, trắng hai da. Đó. Cây này ngoại hình còn khá là ok. Đây, em lấy lóng cho mọi người xem. Đó. Nói chung đây là hàng đã qua sử dụng rồi.
sức dâm thì không thể tránh khỏi đây. Carbon sắn ít, carbon thay da gì đó, em cả biết, em chỉ biết nó là carbon sắn ít thôi. Càng tay mẹ sắn như con gắn luôn đây. Khúc đọt nó sẽ là sắn găng nha mọi người. Đó, sắn găng cho cọm tay chịu lực làm dày lên. Đây khúc đọt, đây khúc đọt càng sẽ làm sắn sắn găng lên. Đó. Đó, đây là cây số 7 sắn ít hàng Đài Hoa, ngoại hình còn khá là ok. Rồi giá công khai cây luôn, giá công khai là 850k nha mọi người. Đó, đây tổng cộng 7 cái cần em ra cho mọi người ngày hôm nay, em đã soi kỹ từng cây một. Anh em nào mua hàng thì có thể để bình luận hoặc số điện thoại ở trên trang, em có thể liên lạc thẳng với anh em luôn. Rồi, cảm ơn anh em nha, chào anh em.